Tôi không thể quên được ngày đó. Đó là ngày 23 tháng 5 năm 2016. Mình không nghĩ là ông đến quán mình, tại vì nghĩ là người ta tổng thống chắc là vào khách sạn chứ vào gì quán mình dân. Hôm đấy là con dâu cô là trực tiếp là người bê đồ ăn cho tổng thống, nhưng mà lên đến nơi con run quá bê mà rơi cả lem ra ngoài. Một cái lem ra ngoài, tổng thống lại cầm cái lem đặt vào đĩa bình thường. Cảm xúc của mình vẫn cứ như ngày nào như là mới xong ấy. Trước khi tổng thống đến, gia đình tôi không hề biết một tin tức gì cả. Với bên đài truyền hình CNN đến và thông báo là thuê tầng 2, thì họ cũng bỏ đặt là 50 suất trong quay để quảng cáo trên đài truyền hình CNN. Thì chỉ biết là ta quay phim thôi. Chỉ có một chị bảo chỉ có người khách đặc biệt. Chỉ là khách đặc biệt chứ ta cũng không nói là ông đến. Khi trước đó khoảng độ 5-6 ngày ấy, thì ra chỉ có thấy mấy cái anh người nước ngoài, anh cứ đi lên tầng 5, tầng 6 như mình kiểm tra. Thế đi vào các ngõ ngách bên cạnh người ta kiểm tra thì mình cũng không hề biết. Họ lên chó lên xong họ đi các phòng họ kiểm tra thôi. Cũng hiểu người ta làm cái gì, nhưng mà mình không thể nghĩ là tổng thống đến nhà mình mà người ta đã đi thăm dò trước địa bàn trước rồi. Viên y tế đến cầm cái ba đi đồ đến và bảo bày đồ ăn lên bàn để xét nghiệm. Nhà mình bày lên thì lại đồ như mình bán hàng như bình thường. Bình thường như thế nào thì ngày hôm đấy tổng thống ăn y xỉ như thế, không có khác biệt một chút gì cả. Tầm khoảng độ 3-4 giờ chiều, cảnh sát của mình ý, thì đến căng dây đầu phố thì báo là tổng thống đến, thì mình biết là tổng thống đến. Thì thực sự mình rất chi là ngỡ ngàng và bất ngờ. Thì cô có gọi cho con trai cô, con bảo mẹ đùa con chứ làm gì, con tổng thống đến nhà mình. Bảo thật con về ngay tổng thống đến nhà mình. Thì con cô phóng từ trên Láng Hại về thì vẫn còn kịp vào, lúc ấy là cảnh sát vẫn cho vào. Hai cái xe an ninh phải đi trước, xong xe của ông đỗ đúng cửa mình. Ông bắt đầu xuống xe cái là dân tình đã đứng quây hết cả xung quanh rồi. Đầu tiên ông vào ông thấy trẻ con, ông bắt tay trẻ con trước, xong mới quay ra ông bắt tay mọi người bắt tay và hỏi tình hình ông có khỏe không. Cảm xúc ấy lúc bấy giờ khó tả, không thể tả nổi. Tổng thống đi lên tầng 2 và ngồi vào bàn. Người ta ngồi chọn phòng bên này nó an toàn hơn. Chính cái phòng bên kia thì thoáng thì đẹp hơn, nhưng tổng thống lại không ngồi. Thì ngoài đấy có cửa sổ, có thứ người ra đường thì không an toàn. Không nghĩ thế. Thì rất nhiều cảnh vệ đi theo tổng thống. Trong lúc nào người ta cũng nghiêm túc mà lạnh lùng. Họ quan sát, chỉ quan sát chứ họ không nói, không cười, không gì. Bản thân cô là chủ quán, cô chỉ đi từ trong nhà cô ra ngoài quầy. Ra lại quét, vào lại quét. Cứ đi ra quà vài lần là cũng phải quét liên tục như thế. Bình thường như thế nào thì ngày hôm đấy tổng thống ăn y xỉ như thế, không có khác biệt một chút gì cả. Vẫn cũng thịt chả, cũng nem, cũng bún, cũng rau. Nhưng mà thực sự tổng thống thì mình cũng cho nhiều hơn một chút. Không phải gấp rưỡi rất bình thường. Nhưng mà tổng ăn cũng hết. Đấy sang mời sang đó. Giờ trước khi vào đấy người ta bảo là im lặng để cho tổng thống đối thoại với anh đầu bếp. Thì các em ăn uống thì cứ như là một người khách. 7 người đây này. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 7 người là quanh đây. Khi mà nhìn thấy tổng thống ăn cùng với mọi người thấy cảm giác như là thân thiện, được mời sang đấy là rất là hạnh. Lúc bấy giờ ông đi xuống thì là có người bảo là ra để cảm ơn ông ấy ấy. Thế ông ăn thấy thì có ngon miệng không? Thế ra tôi hỏi thì ông ở thế này. Thế xong rồi là ông vá vai mình chụp ảnh. Cảm xúc của mình lúc bấy khó tả, kiểu như là không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ được bắt tay một tổng thống mà cho quyền lực như thế. Về con dâu nhà tôi còn bảo con về con không rửa tay được bắt tay tổng thống mà nó còn đùa thế. Ra cửa ấy, rồi an ninh các thứ họ ngăn hết, họ không cho ra bắt tay, nhưng mà ông vẫn ra bắt tay hết cả những người dân ở ngoài đứng ngoài cửa bắt tay hết lượt luôn. Sau khi tổng thống rời đi thì lực lượng phóng viên nhà báo đến kín nhà luôn. Mình nhớ nhất một câu một anh của phóng viên nhà báo nào cũng rõ phỏng vấn là thế sau này thì nhà mình có tăng giá không, thì mình nhớ mình trả lời là mình không hề tăng giá. Đúng 4-5 giờ thì mình không hề tăng giá một đồng nào cả. Thì sau dự từ đấy thì lượng khách đến cũng đông, nhưng mà nhà cô thực sự không làm kịp, bán tí nhà cô treo hết hàng, bán tí lại treo hết hàng, không làm kịp được, khách đến quá tải. Đây là những cái bát đũa mà đúng bàn của Obama sử dụng và các lọ giấm tỏi các thứ đúng cái bàn luôn. Nhà mình nghĩ là đóng vào thì lưu giữ lại những kỷ niệm mà ông đã từng đến đây.
cái sự kiện mà Tổng thống đến thấy gia đình tôi thì thực sự đấy là một cái điều vinh dự rất lớn. Có khi nhớ cả đời thôi, không thể quên được.